Một ngày mới bắt đầu, Mộng Mơ rất vui khi được đồng hành với quý khán giả trong nhịp sóng ngày mới của truyền hình Hậu Giang. Hôm nay thứ Sáu, ngày 19 tháng 8 năm 2022. Thưa quý khán giả, cầu Mỹ Thuận 2 nối đôi bờ Chỉnh Long, Tiền Giang dài trên 6 cây số với tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, khởi công đầu năm 2020. Sau hơn 29 tháng thi công, cầu bắc ngang sông Tiền dần lộ diện. Đây là một trong những dự án trọng điểm quốc gia để kết nối đồng bộ các tuyến cao tốc về khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phần cầu dẫn ở phía bờ Vĩnh Long thì đang dần dương mình ra sông Tiền. Gói thầu này hoàn thành xong toàn bộ phần kết cấu đổ bê tông bản mặt cầu 13 trong tổng số 14 nhịp đạt 93%. Hiện các công nhân đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại. Còn trụ T15 và T16 thì hiện đang thi công khoảng 22 trong tổng số 33 đốt dầm ngang, dự kiến xong toàn bộ trụ vào cuối năm nay. Đơn vị thi công cho biết trung bình khoảng 10 ngày thì sẽ thi công xong một đốt đúc của tháp. Và mới đây thì Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trực tiếp kiểm tra thực địa tình hình thi công dự án và chỉ đạo nhà thầu phải dồn toàn lực, tăng ca, tăng kíp thi công dự án theo như hợp đồng cam kết. Như vậy, cuối năm 2023, khi cầu Mỹ Thuận 2 hoàn thành cùng với cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, Mỹ Thuận Cần Thơ hoàn thành tuyến cao tốc đường bộ từ thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ, rút ngắn thời gian di chuyển của người dân và vận chuyển hàng hóa. Tiếp tục chương trình thì tôi xin điểm qua những nội dung chính được đăng tải trên các báo sáng nay. Thời tiết bất thường cùng với mùa tựu trường đang đến gần. Trên báo VTC thì có đăng bài viết nguy cơ bệnh đường hô hấp gia tăng khi trẻ quay lại trường học để cảnh báo phụ huynh chú trọng vệ sinh đường hô hấp cho trẻ như nhỏ nước mũi, súc miệng nước muối hay là rửa tay khử khuẩn thường xuyên. Bác sĩ cũng khuyến cáo các gia đình không tự ý cho trẻ uống thuốc theo đơn cũ, tự mua test cúm khi thấy trẻ hắt hơi, sổ mũi. Còn trên báo Tiền Phong thì có bài viết học sinh thành phố Hồ Chí Minh có phải mang khẩu trang khi bước vào năm học mới. Theo quy định của ngành y tế thì hiện nay 5K rút lại còn 2K là khẩu trang và khử khuẩn. Khi bước vào năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai thực hiện theo đúng quy định để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học. Vì thế, khẩu trang vẫn là công cụ phòng chống dịch hiệu quả. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 3 thì Việt Nam chính thức mở cửa cho người nước ngoài, trong đó có du khách, chuyên gia, nhà quản lý người nước ngoài nhập cảnh ở các hình thức miễn thị thực visa, thẻ tạm trú hay thường trú. Nhưng theo các doanh nghiệp, đến nay xin visa vào Việt Nam vẫn khó khăn, dù đây là điều kiện để kích cầu du khách đến phát triển đầu tư kinh doanh. Trên báo Tuổi Trẻ thì ông Nguyễn Thiên Phúc, giám đốc sản phẩm một công ty du lịch thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cần khôi phục chính sách miễn thị thực như trước năm 2019, phải tạo thuận lợi cho khách quyết định vào giờ chót. Rất nhiều khách quốc tế có nhu cầu vào Việt Nam vì công việc, kinh doanh, đối tác, nhưng thủ tục visa bao giờ cũng lâu và khó, dẫn đến phải chọn nước khác. Để sớm đưa du lịch quốc tế ở Việt Nam trở lại đà tăng trưởng như giai đoạn trước đại dịch, cách duy nhất là thủ tục visa thông thoáng. Liên quan vụ cô gái trẻ LHN ở xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, được gia đình báo mất tích hơn một tháng qua. Lực lượng cứu hộ có 2 ngày đêm tổ chức tìm kiếm tại khu vực cầu Cù Sơn, Hà Nội, nơi tìm thấy tư trang của cô gái. Trong đợt tìm kiếm này, lần đầu tiên đơn vị sử dụng camera quay dưới nước có gắn đèn LED để quan sát rõ các vật thể dưới lòng sông. Từ 8 giờ sáng qua, trên sông Đáy, đoạn từ khu vực cầu Cù Sơn đến cầu Tân Phú, Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội, gia đình và lực lượng cứu hộ đội 116 tiếp tục tìm kiếm em LHN, 23 tuổi, ở xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, mất tích hơn một tháng qua. Người nhà nạn nhân cho biết khu vực cầu Cù Sơn là địa điểm vào trưa 2 tháng 8, gia đình phát hiện một chiếc dép của em. Sau đó đến ngày 6 tháng 8, túi sách của N được tìm thấy cách đó khoảng nửa cây số tại mép bờ sông ở cầu Tân Phú, huyện Quốc Oai. Đơn vị tìm kiếm sử dụng 2 cano và 20 người luân phiên lùng sục dọc sông Đáy, sử dụng camera quay dưới nước có gắn đèn LED, quay liên tục 360 độ để quan sát rõ vật thể dưới đáy sông. Trước mắt vẫn chưa có kết quả. Từ tối qua, đội cứu hộ cho biết dừng công tác tìm kiếm. Hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, ngụ quận 3, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cơ quan điều tra cũng xác định bà Hằng tổ chức các buổi live stream có nội dung chưa kiểm chứng, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận. Theo kết luận, tháng 3 năm ngoái, bà Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok để phát ngôn trực tiếp thông qua mạng Internet, đưa các thông tin chưa được kiểm chứng làm xúc phạm tới uy tín, danh dự của nhiều tổ chức cá nhân. Quá trình làm việc, người này khai các thông tin mà mình phát ngôn là đọc trên mạng, trên báo và nằm mơ, chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh. Cơ quan điều tra nhận định bà Hằng được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội, lợi dụng sức ảnh hưởng của cá nhân liên tục tổ chức các buổi livestream phát ngôn, nói về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận. Giả những mất mát hy sinh của các chiến sĩ công an khi làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả mưa bão, phòng chống dịch Covid-19 hay trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm thời gian qua là không thể bù đắp đối với gia đình và đơn vị. Phía sau những tấm bằng tổ quốc ghi công giữa thời bình là những người vợ trẻ mất chồng, con thơ mất đi người cha mẫu mực, người đầu bạc khóc thương người đầu xanh, đất nước mất đi những cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh quên mình vì đồng bào, để lại trong lòng mỗi người dân Việt Nam những niềm tiếc thương vô hạn. Dẫu rằng mất mát không thể bù đắp, nhưng chính sách chăm lo của Đảng và Nhà nước phần nào xoa dịu nỗi đau để yên lòng người ra đi, ấm lòng người ở lại. Đây là nội dung của bài cuối trong loạt phóng sự Máu và Hoa. Chẳng riêng gì giặc lửa, thiên tai lũ lụt mỗi năm cũng cướp lấy hàng trăm đồng bào miền núi và các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ vì sự cố mà hy sinh. Hình ảnh này đến nay vẫn còn lay động trái tim của rất nhiều người. Khi nhận được tin có người mất tích do sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3 vào tháng 10 năm 2020, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và quân khu 4 lập tức lên đường băng rừng tìm đồng bào trong lũ dữ. Đoàn gồm 21 người vào hiện trường, nhưng chỉ có 8 người quay về. Thiên tai sạt lở làm 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh. Câu chuyện khiến hàng triệu người tiếc thương, những hình ảnh, tranh vẽ, bài thơ, bài viết của người dân được truyền tải, mong phần nào chia sẻ nỗi đau mất mát cùng gia đình và người thân các chiến sĩ. Bão lũ mọi người tìm cách đổ về xuôi, các anh lặng lẽ hành quân về phía núi. Đôi dép cao su, chiếc nón cối gắn ngôi sao vì nước quên mình. Các anh đi giữa mưa bão lặng thinh, đời lính chấp nhận hy sinh cho sự bình yên của đồng bào đất nước. Những ngày qua cả nước buồn đứt ruột vì các anh đi mãi không về. Từ lâu câu nói vang vọng trong tim mỗi cán bộ chiến sĩ, luôn đi về phía đồng bào, vì nhân dân chiến đấu. Vậy nên những người mẹ, người vợ đau đớn tiếc thương bao nhiêu lại càng tự hào vì sự hy sinh anh dũng của các anh khi lao vào những nơi nguy hiểm nhất cứu người. Dẫu rằng mất mát không thể bù đắp, nhưng sự quan tâm động viên kịp thời của các cấp ngành, chính sách chăm lo của Đảng và Nhà nước phần nào xoa dịu nỗi đau để yên lòng người ra đi, ấm lòng người ở lại. Ngoài các chế độ theo quy định, tùy vào hoàn cảnh và điều kiện, các đơn vị có những quyết định nhân văn đầy ắp tình người. Sau 2 tháng, liệt sĩ Thượng tá Bùi Phi Công, một trong 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh khi tham gia cứu nạn tại vụ sạt lở đất ở Thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Thị Lan Hương là vợ liệt sĩ được điều động về nhận công tác tại phòng hậu cần,
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Cũng trong buổi lễ, Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Giao Linh, là vợ của liệt sĩ Trung tá Phạm Ngọc Quyết, cũng được điều động về nhận công tác tại Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trung tá Phạm Ngọc Quyết hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Phấn khởi hơn khi thời gian qua, các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Nghệ An cũng tuyển dụng 7 thân nhân của các liệt sĩ hy sinh tại Rào Trăng, Thừa Thiên Huế và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 Quảng Trị vào quân đội. Ngày 14 tháng 6 năm 2016, Đại tá Trần Quang Khải hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu máy bay Su-30MK2 tại vùng trời Thanh Hóa và Nghệ An. Một tuần sau, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố quyết định tuyển dụng đặc cách đối với chị Trần Thị Hà, vợ phi công, vào ngành giáo dục. Khi ấy, chị Hà là giáo viên dạy gia sư và hợp đồng, chưa có biên chế chính thức ở trường nào. Hoàn cảnh kinh tế vẫn khó khăn nên vợ con anh phải ở nhờ nhà của một người bạn. Đây là sự tri ân những đóng góp hy sinh của phi công Trần Quang Khải đối với quân đội và đất nước. Còn nhớ giữa năm 2019, Thiếu tá Vi Văn Nhất, cán bộ thuộc Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa hy sinh khi dây bắt tội phạm làm nhiều người xót xa. Trong lễ truy điệu, mọi người không cầm được nước mắt khi biết hoàn cảnh của anh. Anh hy sinh để lại mẹ già, vợ trẻ và hai con thơ dại. Trước hoàn cảnh này, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành công văn về việc tuyển dụng đặc cách giáo viên mầm non đối với chị Lương Thị Chon, là vợ liệt sĩ tại trường mầm non Bát Mọt, huyện Thường Xuân. Đây chỉ là một vài trong số rất nhiều trường hợp thân nhân liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ được đặc cách tuyển dụng hoặc điều chuyển công tác. Ngày nhận quyết định, đôi mắt của các chị luôn ngấn lệ bởi không ai muốn điều này xảy ra. Đời chiến sĩ chấp nhận hy sinh cho sự bình yên của đồng bào, đất nước. Mong rằng các chị, các mẹ nén đau thương để thay các anh chăm lo cho gia đình, bước tiếp con đường phía trước. Tấm gương hy sinh của các anh hôm nay sẽ sống mãi trong lòng người ở lại, là nguồn động lực thôi thúc, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng chiến đấu, không lùi bước trước hiểm nguy, tiếp tục phấn đấu vì lời thề son sắt, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Con nước nổi về cũng là lúc nhiều nghề mưu sinh ăn theo con nước hoạt động nhộn nhịp, trong đó có câu ếch trên đồng. Và đây là cảnh tượng thường thấy mỗi buổi chiều trên cánh đồng nước nổi ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Nước lũ tràn đồng, ếch thường vào các bờ ruộng bờ kênh để trú ẩn tìm mồi. Đây là lúc câu được nhiều ếch nhất. Người đi câu dọc theo những bờ kênh, bờ đê của các cánh đồng ngập nước để câu. Do đây là nghề đơn giản, không cần chuẩn bị và đầu tư nhiều vốn, nên được nhiều người lựa chọn khi nông nhàn, vừa mưu sinh vừa để giải trí. Dụng cụ chỉ là cần câu, mỗi ốc bu vàng. Một ngày ít nhất một người cũng có thể câu được vài ký ếch đồng. Giá bán mỗi ký ếch từ 70.000 đến 80.000 đồng, mang về thu nhập vài trăm ngàn đồng một ngày. Trung bình người Việt Nam thải khoảng 2 triệu tấn nhựa mỗi năm ra môi trường và phải mất đến 450 năm để các chai nhựa phân hủy. Nguyên nhân gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường cũng từ đây mà ra. Với mong muốn tái chế những chai nhựa để góp phần bảo vệ môi trường, một cô gái ở Cần Thơ khởi nghiệp thành công với mô hình mua hàng không bao bị nhựa. Đây là mô hình kinh doanh vừa góp phần lan tỏa thông điệp cuộc sống xanh đến mọi người. Đây là mô hình tái chế chai nhựa của chị Võ Nguyễn Minh Thùy, ngụ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Mang chai nhựa qua sử dụng đến đây, khách hàng được mua sản phẩm với giá rẻ hơn. Chị Thùy cho biết các sản phẩm của mô hình được chia làm 3 nhóm. Thứ nhất là các sản phẩm tẩy rửa sinh học, các sản phẩm chăm sóc cá nhân từ thảo dược và nhóm thứ ba là các sản phẩm canh tác sinh thái. Tất cả đều chú trọng đến độ an toàn sức khỏe và giảm thiểu được sự tác động xấu của hóa học đến môi trường. Khi khách hàng đến mua hàng tại lọ thì thường mọi người sẽ đem các sản phẩm đựng
tại nhà đến. Và trước đó thì mọi người cần phải rửa sạch và hong khô. Và khi đến lọ thì nhân viên nhà lọ sẽ cân cái khối lượng của cái vật chứa đó, sau đó trừ bì và tiến hành lấy sản phẩm. Và sau đó quay lại cân. Khi đó thì cái khối lượng đó sẽ là khối lượng của sản phẩm. Thì tại nhà lọ thì tụi chị tính cái giá của sản phẩm dựa trên khối lượng của sản phẩm. Khi mới bắt đầu mô hình, chị Thùy cũng gặp nhiều khó khăn. Bởi đây là một mô hình mới và cần phải hướng đến nhận thức của người tiêu dùng trước mắt, rồi mới tới hành vi tiêu dùng. Kế đó là quy trình khá phức tạp. Vì thế cần phải có thời gian để mọi người làm quen và không còn e ngại khi tái chế rác thải nhựa. Những khách hàng của chị đến với lọ thì mọi người sẽ hiểu được là sống xanh không khó. Và ngoài ra là mình không đơn độc trong cái con đường sống xanh này, vì đâu đó cũng có một cái cộng đồng nhỏ, mọi người cũng đang hàng ngày thực hành cái lối sống này. Mô hình khởi nghiệp của chị Minh Thùy vừa đem lại lợi nhuận cho chính bản thân, vừa cho thấy đây là tín hiệu vui khi ngày càng có nhiều người quan tâm đến việc bảo vệ môi trường.